Thưa quý vị, trong đợt bầu cử gần đây thì đảng cánh tả Syriza của Hy Lạp đã rơi xuống vị trí thứ hai, xếp sau đối thủ chính là đảng bảo thủ, lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Alexis Tsipras từ chức. Ông Tsipras trước đó đã từ chức để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 20 tháng 9 tới đây nhằm củng cố vị thế của đảng Syriza và ông tự tin có thể chiến thắng để trở lại chính trường. Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới đây cho thấy đảng Syriza chỉ được 25% phiếu bầu, thấp hơn hẳn so với đảng Dân Chủ mới. Mặc dù vẫn còn 13% cử tri chưa quyết định, kết quả chung cuộc cũng không thay đổi được nhiều. Một trong những nguyên nhân của sự thay đổi này là nhiều người dân Hy Lạp sau khi chứng kiến sự thỏa hiệp của ông Tsipras trước các chủ nợ châu Âu thì giờ đây không còn nhiều tin tưởng. Tôi đã quá mệt mỏi về những lời nói dối. Kể từ năm 1974 đến nay, chúng tôi đã phải nghe quá nhiều chuyện cổ tích rồi, không còn gì để nói nữa. Thế là quá đủ, chúng tôi không quan tâm nữa. Còn đối với thế giới, Hy Lạp giờ đây không còn là tâm điểm chú ý nữa. Hy Lạp không còn là yếu tố bất ổn chính trên toàn cầu. Mọi người hiện chỉ quan tâm điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc thôi. Theo ông Plan, thực ra thì các nhà đầu tư vẫn quan tâm, chỉ có điều sự quan tâm không nhiều như trước. Hy Lạp vẫn có thể tạo ra một cú sốc nếu phải ra khỏi khu vực Eurozone vì kinh tế tiếp tục trì trệ, và tổn thất lúc đó sẽ không nhỏ.